bước vào hành trình học ngoại ngữ cùng Duolingo. Luyện tập kỹ. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Khảo sát 100. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mục với câu hỏi đầu tiên. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi như sau. Bạn thường thấy loài côn trùng nào phát ra âm thanh? Có không nào bảng điểm? Rất tốt. Đó cũng chính là câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất. Kết quả khảo sát. 14 người đồng tình. Rất tốt. Ve sầu. Hãy xem có hay không. Quá chính xác. Xin mời bảng điểm. 4 người đồng tình. Rất tốt. Có hay không ạ? Xuất sắc. Và đó là tất cả đáp án khảo sát của câu hỏi này. Xin chúc mừng, bạn đã trả lời rất xuất sắc. Vậy là sau câu hỏi đầu tiên kết quả như sau. Chúng ta hãy tiếp tục với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này sẽ được nhân đôi. Ngoài việc trang điểm, lý do gì để một người soi gương? Thay đồ. Hãy xem có hay không. Rất tốt. Có không bảng điểm? Rất chính xác. Có hay không ạ? Quá hay. Có hay không bằng điểm? Rất tiếc, đó chưa phải là câu trả lời được nhiều người nghĩ đến. Chải tóc. Có hay không? Hay lắm. Câu trả lời của bạn là rửa mặt. Có không bằng điểm? 22 người đồng tình. Rất tốt. Để xem có hay không. Rất tiếc, không có. Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vậy là sau câu hỏi thứ hai kết quả như sau. Hãy bước vào hành trình học ngoại ngữ cùng Duolingo.
Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng với số điểm lên 3. Kể tên một môn thể thao có sử dụng bóng. Bóng chuyền, 10 bảng điểm. 31 người đồng tình. Rất tốt. Bạn trả lời là bóng rổ. Có hay không ạ? Rất chính xác. Bóng bàn. Xin mời bảng điểm. 4 người đồng tình. Rất tốt. Trả lời quần vợt. Có không bằng điểm? Quá đỉnh. Bóng đá. Xin mời bằng điểm. Quá xuất sắc. Và đó là tất cả đáp án khảo sát của câu hỏi này. Xin chúc mừng, bạn đã trả lời rất xuất sắc. Hãy xem sau 3 vòng thi, bạn có giành được quyền vào vòng đặc biệt. Chúc mừng bạn đã giành quyền vào vòng thi đặc biệt. Think you know spelling? Chào mừng các bạn trở lại trò chơi khảo sát 100 vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn có 5 câu hỏi và 2 lượt trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đặc biệt. Người ta thường có biểu hiện hoặc cử chỉ nào để chào người khác? Ngoài đi ăn uống và hát karaoke, loại hình giải trí nào phù hợp cho nhóm bạn bè? Ngoài, bay như chim, nêu một câu ví von hành động con người với hình ảnh động vật. Ngoài quần áo, bạn thấy thứ gì trong nhà thường được phơi nắng? Bạn thấy trò chơi thú nhún cho trẻ em thường có hình con vật gì? Ngoài, bay như chim, nêu một câu ví von hành động con người với hình ảnh động vật. Chúc mừng bạn đã hoàn thành lượt thi đầu tiên. Hãy cùng xem bạn sẽ ghi được bao nhiêu điểm. Câu hỏi thứ nhất, người ta thường có biểu hiện hoặc cử chỉ nào để chào người khác? Bạn đã nói. Để xem có bao nhiêu người đồng tình với bạn. 25 điểm, tuyệt vời. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, ngoài đi ăn uống và hát karaoke, loại hình giải trí nào phù hợp cho nhóm bạn bè? Bạn đã trả lời là. Hãy xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 21 điểm, câu trả lời rất hay. Câu số 3, chúng tôi hỏi, ngoài, bay như chim, nêu một câu ví von hành động con người với hình ảnh động vật. Và bạn đã nói là, số điểm, rất tiếc, không điểm. Câu số 4, chúng tôi hỏi, ngoài quần áo, bạn thấy thứ gì trong nhà thường được phơi nắng? Bạn đã trả lời, để xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 27 điểm, bạn trả lời rất hay. Và câu cuối cùng. Bạn thấy trò chơi thú nhún cho trẻ em thường có hình con vật gì? Bạn trả lời. Số điểm. 19 điểm. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Người ta thường có biểu hiện hoặc cử chỉ nào để chào người khác? Ngoài đi ăn uống và hát karaoke, loại hình giải trí nào phù hợp cho nhóm bạn bè? Ngoài, bay như chim, nêu một câu ví von hành động con người với hình ảnh động vật. Ngoài quần áo, bạn thấy thứ gì trong nhà thường được phơi nắng? Bạn thấy trò chơi thú nhún cho trẻ em thường có hình con vật gì?
2 ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên, người ta thường có biểu hiện hoặc cử chỉ nào để chào người khác? Bạn đã nói là... Câu trả lời của bạn là... Ôm hôn. Kết quả... 20 người trả lời. Rất tốt. Chúng tôi hỏi, ngoài đi ăn uống và hát karaoke, loại hình giải trí nào phù hợp cho nhóm bạn bè? Và bạn nói là... Xem phim. Số điểm 35 điểm. Số điểm rất cao, chúc mừng bạn. Với câu hỏi này, ý kiến có nhiều người trả lời nhất cũng chính là ý kiến bạn đã nói. Xem phim, 35 điểm. Câu số 3, chúng tôi hỏi, ngoài, bay như chim, nêu một câu ví von hành động con người với hình ảnh động vật. Và bạn nói rằng khảo sát. 34 người trả lời. Câu trả lời rất hay, điểm số rất cao. Câu tiếp theo, ngoài quần áo, bạn thấy thứ gì trong nhà thường được phơi nắng? Và bạn trả lời khảo sát. 6 người trả lời. Và cuối cùng, chúng tôi hỏi, bạn thấy trò chơi thú nhún cho trẻ em thường có hình con vật gì? Và bạn trả lời là số điểm. Câu trả lời của bạn là con ngựa cũng là đáp án được nhiều người nghĩ đến nhất với 26 người trả lời. Tuyệt vời, chúc mừng bạn đã chiến thắng con vật vịt. Tiếng Anh khó khăn, nhàm chán và tốn kém. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn một ứng dụng